Nhưng mà sau khi là vệ sinh chuồng xong thì bỏ vô là vậy đó, lắp bình nước để đồ ăn và thế tưởng là nằm ngủ chơi thôi, ăn rồi ngủ rảnh thì thả ra cho đi chơi. Nhìn tụi nó rất là cưng nha các bạn. Đây là đồ ăn mèo nha. Đấy. Cứ để chén đầy và ba bé nó tự ăn. Rồi cái chồng phế nó đỡ phá hơn cái sóc Mỹ chỗ mà nó đào bới đồ ăn, nó ăn là ăn đàng hoàng. Chứ sóc Mỹ bạn mà để kiểu này là nó đào tùm lum nha. Nhìn mặt nó rất là đáng yêu các bạn. Đây, nó chỉ hửi thôi, nó không có cực cắn sản như sóc Mỹ. Mỗi lần mở cửa chuồng thì rất là lao nhau nha các bạn. Đâu con ăn đi nè. Giờ không có đi đâu, bứt phá chứ con. Ăn đi rồi lát cho ra chơi sau. Để ngang. Sóc Mỹ biết uống nước như là sóc ấy. Chồng phơi thì biết uống nước như sóc Mỹ hoặc là hamster nha các bạn. Cái lắp bình nước bi là nó sẽ uống thôi. Cái khe của chuồng phải cực kỳ nhỏ nha, chứ nếu mà khe to như chuồng chó thì chắc chắn nó sẽ chui ra được. Chồng phải le kheo leo khá là tốt nha các bạn. Sau khi ăn xong thì sẽ leo lên đây nằm lăn qua lăn lại chơi nữa nha các bạn. Nhìn rất là đáng yêu. Cái lát nữa mình sẽ mở trường cho các bé đi chơi lung tung nha các bạn. Hãy chờ xem tiếp theo. Này, trong lúc mấy bé ngủ nè. Tụi nó ngủ cứ như chết á. Mấy này lằng xằng quá. Đấy, nằm duỗi tay duỗi chân, dễ thương lắm nha các bạn. Thì nó ngủ mà cái gốc kẹt nào thì nó cũng chui vô ngủ được nha các bạn.
Cái chồng già này ngủ không biết gì luôn. Mấy kia đang ngủ thấy mấy bạn đi chơi cũng tỉnh rồi nè. Tôi vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Có nên đi chơi không nhỉ? Bòi làm gì ngồi canh với con? Bòi ngồi canh bé à? Hai đứa kia thì đi chơi rồi. Chú mèo nằm mai cũng vậy, chồng có vẻ chưa tỉnh ngủ nhỉ. Thì chơi này có, đây là chồng Ferret nha các bạn, chồng Thái. Mấy bé này nuôi cũng lâu rồi, được 3 năm trở lên nha các bạn. Sao con? Chơi đi con. Như coi khi mình được thả ra mấy bé sẽ đi đâu nhỉ? Nằm nghỉ đi con. Đấy. Cái mặt của chồng nó gần mèo nó sẽ cắn nha.
beam kìa. Mình thì thấy đồ ăn lạ cũng ăn, này cũng là đồ ăn mèo nha các bạn. Mấy chồng thích chơi trò này nhỉ. Hay. Đây đây một trò chơi mới khám phá với mấy bé chồn này. Mấy chồi màu vàng cũng nhảy xuống rồi. Đấy. Cà phê rất là dễ chơi nha các bạn. Lên là có. Đấy. Nhìn mắt bắt hai bé lại. Chơi với chuồng tiếp. Dèm vòng mình lắm. Bây giờ đi chơi đã nha các con. Tăng tăng tăng. Rất là dễ thương nha các bạn. Giờ đi chơi đâu rồi, cho đi mấy đứa. Ok, các bạn xem clip thấy hay thì nhớ đăng ký subscribe cho kênh YouTube của Pet Show các bạn. Có nhiều các clip hay về các bé thú cưng. Ok, xin chào, hẹn lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.